Đây có thể nói là một mẫu chuột gaming rất là hot trong thời gian gần đây và có thể nói là sold out ở trên website của hãng luôn. Và đây chính là mẫu ATK X1 Ultra. Thì mình có tìm hiểu qua thì cái mẫu này có thể nói là một cái phiên bản cạnh tranh với cái dòng Razer Viper V3 Pro với mức giá lên tới 3 triệu mấy, gần 4 triệu đồng. Tuy nhiên con X1 Ultra ở đây thì chỉ có mức giá rơi vào khoảng 1,5 triệu đồng mà thôi, còn được tặng kèm thêm cái dongle 8K. Thì hãy cùng mình mở hộp và xem coi mẫu chuột này nó như thế nào nhé. Nhà sản xuất khi bán ra họ sẽ tặng kèm cái dongle 8K ở cái thời gian đầu đó, thì các bạn có thể săn được hàng này ở trên Shopee ha. Mình mua được với mức giá và sau khi áp mã thì rơi vào khoảng 1 triệu rưỡi, cũng khá là tốt. Rồi, mẫu Ultra 1 này có một cái đóng hộp nó khá là chỉnh chu, bên trong thì có mút xốp để chống sốc. Và đây là con chuột ATK X1 Ultra. Và chưa gì hết thì cái cảm giác đầu tiên mà mình cầm con chuột này là nó nhẹ lắm các bạn. Nhẹ không tưởng luôn, giống như là cầm một cái mẫu đồ chơi vậy đó, một cái mẫu mô hình và bên trong không có chip hay không có gì hết. Cực kỳ là nhẹ luôn, lát nữa mình sẽ cân thử coi nó bao nhiêu cân. Bên trong thì chúng ta sẽ có những cái thành phần quen thuộc, là bao gồm một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Quốc, không cần quan tâm tới. Một cái dây cáp kết nối. Đó, một cái dây cáp kết nối dành cho laptop đó, dành cho bạn nào mà muốn kết nối và chơi ha. Và cuối cùng là một cái miếng để các bạn gắn phít đằng phía sau của con chuột, và theo đó là một cái phần để các bạn gắn ở phía trên, bề mặt trên của chuột, để dành cho những bạn nào mà ra nhiều mồ hôi á thì các bạn có thể dán vào để cho việc giữ chuột nó ổn định hơn. Rồi, và đó là tất cả những gì có trong hộp con X1 Ultra. Tuy nhiên đó, như mình có đọc ở trên website thì khi mà các bạn mà mua máy ở giai đoạn đầu thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm cái này. Thì bạn nào mà đang có nhu cầu kiếm một mẫu chuột gaming mà mức giá mà dưới 2 triệu mà có những công nghệ có thể nói là cao cấp nhất bây giờ thì nên tranh thủ. Không biết là sau này cái này bán riêng thì sẽ mức giá như thế nào. Chưa gì thấy trên cái hộp này nó có cái dòng chữ 8K rồi. Thì đây chính là cái công nghệ mà được marketing nhiều nhất trên mẫu chuột này. Đó là cái số polling rate lên tới 8000 Hz. Đây, bên trong thì chúng ta tiếp tục có thêm một cái bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung. Và đây chính là cái dongle chuyển đổi ha. Thì các bạn khi mà các bạn mà muốn sử dụng được cái tính năng gọi là polling rate lên tới 8K thì các bạn phải sử dụng cái hub này kết nối với máy tính. Rồi, như bạn cũng thấy đây, mình đang cầm trên tay cái mẫu ATK X1 Ultra ha. Như mình có nói lúc nãy là mình thấy nó cực kỳ nhẹ luôn. Thì trước nay thì mình cũng không phải là quá là một người quá là rành về những cái laptop gaming và những cái mẫu chuột ha. Mình xài MacBook là chính, thì đây là một lần đầu tiên mà mình cảm nhận được cái độ nhẹ của nó. Trước đây mình xài những cái mẫu chẳng hạn như là Logitech MX Master 3S, hoặc là gần đây nhất là mẫu cũng là một mẫu chuột gaming là DRU A950. Thì cái mẫu này mình cầm ban đầu mình đã thấy nó nhẹ rồi so với con MX Master 3, nhưng mà khi mà cầm qua cái mẫu này thì có thể nói là một cái sự khác biệt hoàn toàn luôn. Nó nhẹ kinh khủng, nhẹ như là cầm một cái mô hình đồ chơi chứ không phải là một con chuột có chip, có cảm biến quang học bên trong. Và mình thử mình đặt lên cái bàn cân ở đây của mình thì cái mẫu chuột này chỉ rơi vào khoảng 55 gram, một con số gọi là nhẹ kinh khủng luôn. Nếu như mà các bạn mà so sánh với mẫu DeJu này đi, mình để lên thì cái mẫu chuột này lên tới 88 gram lận. Đó, thì mẫu chuột này chỉ có 55 gram mà thôi. Và mình có tìm hiểu trong giới game thủ đi, thì những cái người mà chơi game mà bắn súng chuyên nghiệp á, thì họ nói là những con chuột mà đạt chuẩn mà có thể chơi gọi là lia chuột nhanh được á, thì phải có một cái số cân nặng dưới 60 gram. Thì cái mẫu này là 55 gram ha, cực kỳ là nhẹ luôn. Về tổng thể thiết kế thì cái phiên bản của mình là cái phiên bản có màu trắng và cái phần trên được làm dạng nhám mờ. Thì không biết là sau một khoảng thời gian chơi thì nó có bị màu cháo lòng hay là bị bẩn hay không. Thì cái này thì mình sẽ xài thử khoảng chừng 1-2 tháng gì đó và mình gửi bạn bài review chi tiết ha. Hai cái nút chuột ở đây là hai cái nút chuột dạng quang học và sử dụng switch của Omron. Thì dành cho những bạn nào chưa biết thì chuột thì chúng ta sẽ có hai cái switch cơ bản, đó là switch quang học và switch cơ học. Thì switch quang học thì nó sẽ dùng cái dạng gọi là những cái tia ánh sáng để có thể nhận được tín hiệu như vậy. Và cái cảm giác bấm của mình thì mình thấy bấm là khá là thích. Một cái đặc điểm của switch quang học là nó sẽ bị tránh được cái hiện tượng double click nhiều như là switch cơ học sau một thời gian dài sử dụng ha. Thử bấm cho các bạn coi cái tiếng của cái con chuột ATK X1 Ultra này nhé. Rồi, tiếp theo đó là cái con lăn ngay giữa này.
thì cái cảm giác của mình thì con lăn này nó cũng bình thường, nó có một cái phần cao su và nó có những cái điểm G cho mình có thể vuốt được như vậy. Có một cái điểm mình thấy có thể là do mình thôi, do trước đây mình xài cái mẫu chuột Logitech MX Master 3 nó chuyên cho công việc, cho nên là con lăn nó sẽ có hai chế độ, một là lăn mà có những cái khớp để khựng lại, hai là thì lăn nhanh thì nó sẽ mượt luôn, nó không có bị khớp lại. Thì cái này nó chỉ có đúng một cái chế độ duy nhất thôi. Ở bên cạnh trái các bạn sẽ thấy có hai cái nút cũng khá cơ bản, đó là nút back và nút forward, thì có giúp cho các bạn có nghĩa là có thể gán được những cái phím macro trong lúc chơi game. Còn nếu như các bạn mà dùng để lướt web hoặc làm việc bình thường thì cái này sẽ là nút tiến tới và nút lùi lại ha. Chuột ở đây chúng ta có bốn cái feed nhỏ ở đây, 1, 2, 3 và 4, thì mình đánh giá là cái feed này nó có một cái thiết kế kích thước tương đối nhỏ. Đó, nếu mà nhìn qua những cái mẫu chuột của Razer đi thì cái feed chuột của Razer nó lớn lắm, nó hình như nó phủ toàn bộ ở đây và trên đây luôn. Cái cảm giác các bạn cầm vô và các bạn mà để trên bàn các bạn lia như thế nào đó thì lát nữa mình sẽ thử nghiệm. Ngoài ra các bạn thấy là cái điểm quan trọng nhất và cũng là đắt giá nhất ở trên cái mẫu chuột ATK X1 Ultra này chính là cái mắt độc này. Thì cái mắt độc này đang sử dụng một cái cảm biến mà mình tìm hiểu được trên mạng là cảm biến tốt nhất hiện nay rồi, đó chính là Power 3950 Ultra. Đó, dù các bạn mua cái mẫu chuột này hay là các bạn mua một mẫu chuột của Razer với mức giá lên tới 4 triệu đồng thì nó cũng sử dụng chung một cái mắt độc này. Đó, chính vì vậy mà nó sẽ giúp cho việc gọi là chơi game nó sẽ nên tối ưu hơn. ATK X1 Ultra này giữ lại hai cái chế độ kết nối cực kỳ thông dụng luôn. Một là kết nối qua Bluetooth, đó, cái thứ hai là kết nối qua cái cục receiver 2.4 GHz. Thì cái này sẽ rất là tiện, bởi vì nếu như những bạn nào mà chơi game đi, các bạn mà đi ra ngoài dùng laptop, các bạn để quên cục receiver ở nhà thì các bạn có thể chuyển qua Bluetooth. Còn khi mà về nhà dùng cái cục dongle 8K này thì nó sẽ giúp gọi là làm cho chuột này nó trở nên chính xác hơn. Đó, giúp cho những bạn nào mà chơi game mà FPS bắn súng nó sẽ trở nên cực kỳ tuyệt vời. Và cuối cùng thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khe, các bạn có thể gỡ ra. Rồi, các bạn có thể gỡ ra và để cái cục receiver vô ha. Thì cái cục receiver của con chuột này nó cũng khá là nhỏ và để vô. Khi mà mình dùng chuột á, thì mình có xu hướng là mình dùng theo dạng palm, có nghĩa là dùng nguyên một cái lòng bàn tay để vô để có thể lướt và có thể nhấn này nọ. Và thứ hai, khi mà mình có mà chuyển qua mình chơi những cái tựa game bắn súng đi thì mình sẽ dùng gọi là claw, thì mình sẽ dùng hai cái phần này nè để mình nhấn hai cái ngón tay của mình để mình nhấn vô bên chuột trái chuột phải. Thì dù cầm theo kiểu paw hay là claw thì cảm giác cầm của mình cũng cực kỳ tốt trên mẫu chuột này và cái lòng bàn tay của mình bám sát lên đây. Đó. Rồi, và bây giờ mình sẽ nói sơ qua một chút về cái cục receiver mang lại cái số polling rate là 8K. Thì thật sự mà nói, từ trước đến nay mình chưa bao giờ xài một cái mẫu chuột mà số polling rate lại lên tới được 8K. Mình có tìm hiểu trên mạng thì con số này càng cao thì sẽ mang lại cái độ chính xác và mượt mà hơn cho cái trong lúc mà các bạn mà di chuột. Đó. Chẳng hạn như các bạn mà chơi những tựa game bắn súng mà cần cái sự chính xác tuyệt đối á, ATK 8K này á, thì cái việc gọi là nó giữ được cái độ chính xác cao nhất đó. Cho nên những bạn nào mà chơi game FPS thì sẽ rất là thích cái việc có polling rate 8K ha. Nhưng mà tất nhiên đây chỉ là một con số marketing mà thôi. Còn cái việc 4K hay 8K có lợi ích hay không á, thì mình sẽ test kỹ hơn và nói cho các bạn sau ha. Thì với một cái mức giá 1,5 triệu, thì ban đầu thì mình nghĩ là chuột Trung Quốc mà giá 1,5 triệu thì nó cũng hơi cao. Còn nếu Razer là một thương hiệu có tiếng rồi thì giá cao không ai nói gì. Nhưng mà thật sự khi mà mình cầm mẫu chuột lên thì mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn. Thứ nhất là cái build của hoàn thiện, cái build quality của nó rất là tốt, hoàn toàn không hề có cảm giác ọp ẹp hay gì cả, mặc dù nó rất là nhẹ nha. Thứ hai là cảm giác bấm nó cũng cực kỳ thích luôn. Và cái cuối cùng là cái việc mà mình lia con chuột này trên cái bát chuột thì có thể nói là cực kỳ tuyệt vời. Thì nói chung là với một cái mức giá 1,5 triệu thì mình thấy đây là một con chuột đáng để mua, không chỉ là dành riêng cho các bạn mà chơi game đâu. Những bạn nào mà làm những công việc về biên tập hình ảnh hoặc là làm video đi, cần phải lít chuột nhiều thì cái mẫu chuột này cũng cực kỳ tuyệt vời luôn, bởi vì cái trọng lượng của nó vô cùng là nhẹ. Rồi, và đó là tất cả những gì mình muốn nói trong cái bài mở hộp nhanh cái mẫu ATK X1 Ultra này. Mình sẽ test kỹ hơn và gửi các bạn những cái đánh giá của mình trong bài review chi tiết nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới mẫu chuột này hãy comment bên dưới nha, mình sẽ xem và trả lời.